Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một cái loại cây. Đó là cái cây kim ngân. Và chúng ta tìm hiểu xem cái cây kim ngân là như thế nào và nó hợp với tuổi nào. Đấy. Để các bạn có thể áp dụng vào xem có hợp với tuổi của mình không. Và cái vấn đề hợp tuổi này nó sẽ giúp cho các bạn là sự nghiệp rất là hanh thông. Đấy. Tiền thì vào như thác. Đấy. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Ngoài về cái cây kim ngân này, với cái việc ngoại rất là nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống, cây kim ngân rất được các cái giới văn phòng ưa chuộng đấy, và đặt ở cái nơi làm việc đấy. Nó vừa có tác dụng về thẩm mỹ lại vừa giúp chúng ta về cái phong thủy đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu đôi nét về cái cây kim ngân này các bạn nhé. Cây kim ngân hay còn gọi là cái cây kim tiền. Đấy, một cái loại cây bonsai, đặc biệt tên khoa học là Pachyra. Cây kim ngân hay còn gọi là cây kim tiền, một cái loại cây bonsai nó có tên khoa học là Pachyra aquatica và được mọi người biết đến là cái cây mang ý nghĩa phong thủy rất là sâu sắc các bạn nhé. Nó giúp cân bằng hài hòa giữa cái yếu tố phong thủy với nhau. Đấy. Và cái cây này nó có xuất xứ từ Trung Quốc và sau này nó trở thành một cái cây văn phòng phổ biến trên toàn thế giới. Và cây kim ngân này gây thích thú với cái người xem bởi cái vẻ ngoài được tạo kiểu rất là đẹp mắt. Mỗi chậu cây có thể là được trồng riêng lẻ hay là đan xen nhau, và những cái cây nhỏ thành những cái bím tóc đuôi sam trông rất là bắt mắt nên còn gọi là cây bím tóc. Đấy, tên gọi khác là cây bím tóc. Và cái cây này nó có nhiều các kích thước khác nhau các bạn nhé. Với cái chậu cây nhỏ thì cây được ức chế phát triển ở các cái mức độ nhất định để cây được giữ cái dáng vẻ xinh đẹp ban đầu dùng để đặt lên cái bàn. Đấy. Chúng ta có thể dùng để đặt trên cái bàn máy tính rất là phù hợp đấy ạ. Và cái cây này cũng có cái loại cây chậu to, cao hàng mét. Đấy. Dù để ở cái vị trí nào thì cây này chúng ta có thể, tức là ví dụ những cái cây to chúng ta có thể bày ở cái lối hành lang, lối đi sân trường cũng rất là cuốn hút và đẹp mắt đấy ạ. Và cái điểm nổi bật của cây kim ngân, nó là cái cây có từ 5 đến 7 nhánh lá tỏa ra các phía, mỗi lá giống như một cái bàn tay gồm 5 ngón tay xòe ra đấy, xòe chung quanh đấy ạ. Lá của loại cây này thì có màu xanh mượt quanh năm rất là mát. Cây kim ngân này nó sẽ ra hoa vào cái từ tháng 4 đến tháng 11. Hoa gồm có 5 cánh to, màu nâu nhạt và thường nở về đêm và có mùi rất là dễ chịu. Đấy, mùi thơm rất dễ chịu. Rất hiếm cái loại cây này nào mà có ý nghĩa tốt như cây kim ngân các bạn ạ. Trong phong thủy thì cây kim ngân nó mang ý nghĩa thu hút sự giàu có và thịnh vượng, mang lại may mắn cho những người sở hữu. Và lá cây kim ngân nó có 5 nhánh đại diện cho 5 yếu tố của phong thủy: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đấy, cây không chỉ đại diện cho cái sự sống trong phòng, đó là cái nguyên tắc quan trọng của phong thủy. Nó giúp duy trì cái sự cân bằng và hài hòa trong một cái không gian nhất định mà một cái yếu tố khác có thể thiếu. Đấy. Cây kim ngân thì thường xuyên được trồng đơn lẻ hoặc là trồng nhiều với nhau với các cái cây khác. Đó là một cây thì gọi là trụ thiên, mang ý nghĩa chọc trời, khuấy nước, kiên cường và bất khuất. Đấy là khi chúng ta trồng một cây. Khi mà ta trồng 3 cây trong một chậu thì gọi là tam tài, tam giáo, tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Cũng có nơi thì quan niệm phong thủy của họ số 3 là cái tượng trưng cho phước, lộc và thọ. Đấy, khi mà 5 cây trong một chậu thì gọi là ngũ phúc. Kim ngân thất bím tóc. Kim ngân thất bím thường là Tết năm là cái loại cây này với nhau. Đấy, nó mang ý nghĩa phong thủy và phước lộc thọ an khang. Đấy, phước lộc thọ an khang. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý chính của cây kim ngân nhé. Và cây kim ngân thì nó hợp với tuổi nào? Các bạn cùng tìm hiểu nhé. Cây kim ngân hợp với tuổi Tuất các bạn ạ. Tuổi Tuất và tuổi Hợi. Đấy, kim ngân là rất là hợp với tuổi Tuất với tuổi Hợi. Tại sao mình lại nói cây kim ngân là hợp với tuổi Tuất ạ? Bởi vì cây kim ngân nó có ý nghĩa là hỗ trợ cái tuổi Tuất thu hút cái tài vận tiền tài, nhanh chóng tích lũy cái cơ hội và tiền bạc. Người tuổi Tuất là cái người thẳng thắn, phóng khoáng và rất là trung thành. Tuy nhiên trong cái phương diện ngoại giao thì cái người tuổi Tuất lại không giỏi ăn nói,
không biết nịnh nọt người khác nên thường gặp nhiều khó khăn trong công việc. Và để khắc phục những cái khuyết điểm này thì người tuổi Tuất cần những yếu tố phong thủy. Để khắc phục cái khuyết điểm này thì người tuổi Tuất cần cái yếu tố phong thủy để bố trí phòng làm việc của mình, hạn chế được những cái nhược điểm của bản thân. Trong đó cái việc lựa chọn cái cảnh trong phong thủy cũng rất là một yếu tố rất là quan trọng và được quan tâm hàng đầu các bạn nhé. Cây kim ngân thì luôn xanh tốt quanh năm và đem lại cái điểm sáng trong phong thủy và cái phòng làm việc của người tuổi Tuất. Nhưng người tuổi này thì nên bày một cái cây kim ngân trên bàn máy tính để làm cái vật hỗ trợ chỉ cái đường lối, đường dẫn trong mọi hoạt động trong công việc mà mình đang theo đuổi nó đúng quỹ đạo, không mắc nhiều cái sai lầm và nhanh chóng thành công các bạn nhé. Đối với người tuổi Hợi thì cây kim ngân đấy, là người tuổi Hợi thì là những cái người mẫu người rất là trầm tính, khoan dung, độ lượng, không câu nệ tiểu tiết. Và trong phong thủy, đường tài vận của người tuổi Hợi có tài lộc khá là vượng, dễ phát. Chính vì vậy mà người tuổi Hợi có tính tiêu xài bạt mạng, không biết tiết kiệm đấy. Trong khi đó thì cây kim ngân xoắn lại được đánh giá là cái cây phong thủy giúp người tuổi Hợi giúp người tuổi Hợi có thể khắc phục được những điểm này trong quá trong cái cách. Trong khi đó cây kim ngân xoắn được đánh giá là cái cây phong thủy giúp người tuổi Hợi có thể khắc phục được những cái điểm này, nhược điểm này trong tính cách của mình. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách bày trí cây kim ngân trên cái bàn làm việc. Đấy. Sau khi chúng ta tìm hiểu về cái cây kim ngân nó hợp với tuổi gì thì chúng ta quan tâm đến điều tiếp theo, đó là vị trí đặt cây kim ngân, đúng không ạ? Đấy, cái vị trí đặt cây kim ngân này cũng không kém phần quan trọng đâu ạ. Các bạn nên chọn những cái chậu cây kim ngân có cái kích thước vừa phải và chúng ta đặt bên góc trái của cái máy tính. Đấy. Và cây sẽ hỗ trợ cái việc điều hòa khí trong phòng, nó thu hút cái tài vận, tài lộc và may mắn cho gia chủ. Và các bạn cũng có thể chọn cái chậu cây kim ngân có kích thước lớn đặt ở phía đông của phòng làm việc. Góc này được gọi coi là cái nơi đón và hội tụ vượng khí. Đặt cây ở vị trí này nó giúp hấp thụ cái mọi vượng khí để chủ nhân gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Và chúng ta hãy chú ý cần giữ cây luôn luôn xanh tươi, xanh tốt, thân cây mập mạp, lá cây phải xanh bóng mượt mà, mỡ màng các bạn nhé. Chúng ta nên bỏ chút thời gian ra để chăm sóc cái cây cảnh của mình và thay thế cái cây mới ngay nếu mà cây để bạn máy tính của bạn có hiện tượng khô héo hoặc là chết. Đấy, cây xanh có ý nghĩa rất là quan trọng trong phong thủy đấy ạ. Chúng ta cần luôn giữ cái màu xanh tốt cho cây để mang lại cái vận khí tốt. Đặc điểm của cây kim ngân cũng như cái tác dụng của cây kim ngân trong phong thủy. Đấy. Chúc các bạn luôn luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.